Lan Hương xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên tin tức 24 h TV. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung nóng hổi đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Cho bản tin mới nhất về tình hình an ninh chính trị 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Lật tẩy thủ đoạn dùng tiền bẩn đánh bóng tên tuổi của cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Lơ là trong chống dịch, chủ tịch xã Thừa Thiên Huế bị tạm đình chỉ công tác Truy tìm hai giám đốc trường Anh ngữ quốc tế bị tố chiếm đoạt tiền học phí ở Hà Nội. Triệt phá điểm giết mổ bán thịt lợn nhiễm dịch bệnh ở Thái Nguyên. Lập biên bản lái xe đi không đúng tuyến luồng xanh, cố tình livestream chống đối. Ngụy trang tinh vi để vận chuyển gần chục tấn gỗ quý vào Việt Nam. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết. Lật tẩy thủ đoạn dùng tiền bẩn, đánh bóng tên tuổi của cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung, liên quan đến vụ sai phạm trong việc mua sắm chế phẩm Redoxy 3C tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bị can Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có vai trò chủ mưu cầm đầu. Về động cơ thực hiện hành vi phạm tội, bị can Nguyễn Đức Trung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, chỉ đạo cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phải mua chế phẩm Redoxy 3C thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic. Công ty Arctic là công ty của gia đình ông Nguyễn Đức Trung do vợ góp vốn thành lập và con trai đứng tên. Trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2019, công ty Arctic đã thu được lợi nhuận hơn 36 tỷ đồng, thì bị can Nguyễn Đức Trung đã yêu cầu bị can Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty Arctic, lấy số tiền lợi nhuận từ công ty Arctic tặng quà, tài trợ cho một số cơ quan tổ chức nhằm đánh bóng hình ảnh tên tuổi, phục vụ mục đích chính trị của bị can Trung. Liên quan đến nhận định này, kết luận điều tra cho biết, bị can Nguyễn Đức Trung khai nhận có việc vận động ông Nguyễn Trường Giang tài trợ tặng quà cho các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Ba Đình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, Trường Mầm Non Yển Khê. Còn việc tài trợ cho trường đại học FPT thì ông Trung không nhớ. Việc tài trợ cho bệnh viện Sanh Pôn thì bị can Trung không biết. Cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, khi vận động Giang bị can này không yêu cầu bắt buộc Giang phải tài trợ tặng quà cho những đơn vị nêu trên. Trong khi đó thì bị can Giang khai có mối quan hệ rất thân thiết với gia đình ông Trung. Bản thân ông Giang rất mong muốn được hợp tác kinh doanh với Nguyễn Đức Hạnh bởi sẽ được tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh vì Hạnh là con trai ông Trung. Công ty Arctic ban đầu là do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa bỏ ra 5 tỷ đồng thành lập và đứng tên Nguyễn Đức Hạnh. Tuy nhiên cuối tháng 6 năm 2016 Bà Hoa có trao đổi với ông Giang, nếu để Hạnh đứng tên sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ông Trung. Chính vì thế bị can Giang mua lại 60% vốn điều lệ, 40% còn lại cũng do người thân của gia đình ông Trung đứng tên. Đáng chú ý bị can Giang khai, khi chuyển giao cho Nguyễn Trường Giang tham gia điều hành công ty Arctic, bà Hoa không bàn giao 5 tỷ đồng vốn điều lệ, nên Giang phải sử dụng tiền của cá nhân Giang để bù 5 tỷ đồng vào vốn điều lệ. Bị can Giang thừa nhận khi trụ sở chính công ty Arctic đặt tại số 12 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đông Đa, Hà Nội thì các bên liên quan, đối tác kinh doanh đều hiểu đây là công ty của gia đình ông Trung. Trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty Arctic, bị can Trung vẫn luôn tạo điều kiện gợi ý kinh doanh một số sản phẩm, trong khi đó ông Giang cũng luôn muốn tạo uy tín, lấy lòng ông Trung, các lãnh đạo ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để được tạo điều kiện thuận lợi cho công ty Arctic hoạt động kinh doanh bán hàng trong thời gian từ 2016 đến 2019, bị can Trung đã chỉ đạo yêu cầu ông Giang dùng tiền của công ty để làm từ thiện tặng qua cho các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La để phục vụ mục đích chính trị, đánh bóng hình ảnh của bản thân, trong đó có những mặt hàng mà bị can Trung chỉ đạo ông Giang mua về nhưng chưa bán được thì ông Trung đã chỉ đạo dùng làm từ thiện luôn. Theo kết luận điều tra, bị can Giang đã tặng quà tài trợ cho các đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trường Mầm non Yển Khê, huyện Thanh Ba, Phú Thọ, Trường Đại học FPT theo yêu cầu. Chỉ đạo của các bị can chung với tổng số tiền xuất hóa đơn khoảng 7,8 tỷ đồng, trong đó nguồn tiền để Giang tặng quà tài trợ có phần lợi nhuận của việc bán chế phẩm Redoxy 3C cho công ty trách nhiệm hữu hạn thoát nước Hà Nội. Việc bị can Giang tặng quà tài trợ theo yêu cầu, chỉ đạo của ông Trung cũng nhằm mục đích động cơ chính trị của ông Trung. Hầu hết các sản phẩm mặt hàng chính của công ty bán hoặc dự định nhập về bán cho các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chiếm khoảng 80 đến 90% doanh thu của công ty như Redoxy 3C, xe quét hút Haco, máy lọc nước, đèn điện, máy nghiền cây, máy nghiền bê tông, dự định đầu tư làm dự án. Bị can Giang đều báo cáo và xin ý kiến được ông Trung đồng ý trước khi thực hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Đức Trung là dùng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, chỉ đạo miệng trái với chỉ đạo bằng văn bản, hợp thức hóa hồ sơ pháp lý, đổ tội cho người khác, lợi dụng chức vụ quyền hạn, ép buộc cấp dưới nhằm che giấu hành vi phạm tội. Lơ là chống dịch, Chủ tịch xã Thừa Thiên Huế bị tạm đình chỉ công tác. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế ký quyết định tạm đình chỉ công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Thủy từ ngày 15 tháng 8 đến 29 tháng 8. Ông Hoàng bị tạm đình chỉ công tác do chỉ đạo không nghiêm công tác giám sát y tế tại nhà đối với các trường hợp cách ly tập trung để xảy ra nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. Ông Hoàng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của Ủy ban nhân dân xã Lộc Thủy cho ông Nguyễn Văn Minh, phó chủ tịch xã. Chủ tịch xã Lộc Thủy bị đình chỉ công tác vì liên quan đến trường hợp được cho về nhà cách ly tại nhà 7 ngày sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung 14 ngày. Tuy nhiên trong thời gian cách ly tại nhà, người này đã đi nhiều nơi, sau đó trường hợp này có biểu hiện ho, sốt, khó thở và có mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28 tháng 7 đến 15 tháng 8. Thừa Thiên Huế ghi nhận 267 ca mắc COVID-19, trong đó có 14 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Địa phương đang cách ly tập trung 11.000 người. Truy tìm hai giám đốc trường Anh ngữ quốc tế bị tố chiếm đoạt tiền học phí ở Hà Nội. Ngày 16 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh nội dung nhiều người tố cáo trung tâm Anh ngữ quốc tế ER Education thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn truyền thông Eclacop Việt Nam do Trần Minh Tuấn làm giám đốc và trường Anh ngữ quốc tế EL English, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn giáo dục và đào tạo EL Group do Nguyễn Trường Giang làm giám đốc. Theo nội dung tố giác, hai nơi này thu tiền của các học viên nhưng không tổ chức hoặc tổ chức không đầy đủ thời gian khóa học như cam kết, chiếm đoạt học phí của các học viên. Qua xác minh, Tuấn và Giang đã bỏ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 12 năm 2020 cho đến nay. Cơ quan cảnh sát điều tra thông báo truy tìm Trần Minh Tuấn sinh năm 1991, ngụ tại 27/123 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Trường Giang sinh năm 1999, ngụ tại xóm Đông, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Tuấn và Giang hiện đang ở đâu, liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường 3 tháng 2 phường 14 quận 10 gặp cán bộ điều tra Nguyễn Thanh Phương thuộc đội 8 số điện thoại 0914840681 để làm rõ các nội dung liên quan trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng số báo cuối cùng nếu cả hai không đến làm việc cơ quan cảnh sát điều tra sẽ xác định bỏ trốn và giải quyết theo quy định pháp luật nếu ai biết nơi ở của hai người này xin báo về cho cơ quan cảnh sát điều tra theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên 0914 840681. Triệt phá điểm giết mổ bán thịt lợn nhiễm dịch bệnh ở Thái Nguyên. Ngày 16 tháng 8, ông Đàm Quốc Hưng, trưởng phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Thái Nguyên đã thông tin về vụ bắt giữ số lượng lớn thịt lợn bẩn không rõ nguồn gốc nhiễm dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình. Trước đó vào chiều ngày 12 tháng 8, phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với đội quản lý thị trường số 1, thuộc Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn Khôi, xóm Ngập Sơn, xã Điểm Thụy, huyện Phú Bình. Ở thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện điểm kinh doanh này có hai con lợn, mỗi con nặng khoảng 60kg, bốc mùi hôi thối. Trên thân lợn có nhiều vết bầm tím, nổi ban, có dấu hiệu mắc bệnh. Cảnh sát cũng phát hiện cơ sở này đang lưu trữ khoảng một tấn thịt lợn bảo quản ở 7 tù bảo ôn, có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối, nghi là thịt lợn nhiễm dịch bệnh khi cơ quan chức năng yêu cầu ông Khôi không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất hàng này. Ông Khôi thừa nhận có hành nghề giết mổ lợn và đã mua gom số hàng này từ nhiều người để bán kiếm lời. Cũng tại buổi kiểm tra, cơ quan chức năng yêu cầu ông Khôi tiến hành tiêu hủy tại chỗ hai con lợn, lấy 9 mẫu thịt bảo quản trong các tủ bảo ôn để làm xét nghiệm, cũng như niêm phong toàn bộ số hàng, giao Ủy ban Nhân dân xã Điểm Thụy quản lý, không để tẩu tán và bán ra bên ngoài. Đến ngày 13 tháng 8, kết quả xét nghiệm của 7 trên 9 mẫu thịt lợn lấy tại cơ sở kinh doanh của ông Khôi cho thấy dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Trong ngày hôm nay 14 tháng 8, Cơ quan Chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt này. Công an tỉnh Hà Thái Nguyên đang tiếp tục làm việc với ông Khôi để củng cố hồ sơ vụ việc xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp tục bản tin với những nội dung đáng chú ý khác. Lập biên bản lái xe đi không đúng tuyến luồng xanh, cố tình livestream chống đối. Ngày 16 tháng 8, Công an huyện Thạch Thất Hà Nội đang điều tra làm rõ và xử lý theo quy định đối với một lái xe tải đi không đúng tuyến luồng xanh theo giấy phép được cấp, còn có biểu hiện không hợp tác, chống đối khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. Trước đó, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 Công an xã Bình Phú, huyện Thạch Thất đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tỉnh lộ 419 đoạn qua xã Bình Phú đã phát hiện hai chiếc xe tải đang chuyển hàng không thiết yếu, vi phạm quy tắc phòng chống dịch. Đáng nói là địa điểm nơi hai chiếc xe này giao hàng nằm trong vùng phong tỏa của huyện Thạch Thất, đang thực hiện cách ly phòng chống dịch. Tại thời điểm kiểm tra, anh X trú tại phường Minh Khai quận Bắc Từ Liêm, điều khiển chiếc xe ô tô chở kính loại cỡ lớn đang chuyển sang chiếc ô tô khác mang biển kiểm soát 29H10182 tại cổng làng Bình Phú huyện Thạch Thất. Qua làm việc thì lái xe xuất trình được các giấy tờ xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và giấy phép luồng xanh. Tuy nhiên kiểm tra giấy phép này thì tổ công tác phát hiện lái xe đã không đi đúng tuyến đường đăng ký trên thẻ nhận diện luồng xanh vận tải và đã đi qua vùng dịch. Khi bị lực lượng công an xã Bình Phú kiểm tra, lái xe không chấp hành yêu cầu phòng chống dịch, không hợp tác với lực lượng chức năng, dùng điện thoại quay live stream lên mạng xã hội. Không dừng lại ở đó, lái xe này còn gọi cho con trai quận Bắc Từ Liêm đến để giải cứu. Thanh niên này đã lái xe ô tô nữa mang biển kiểm soát 29C 20600 đến và cũng dùng điện thoại quay phát trực tiếp lên mạng xã hội. Kiểm tra giấy tờ của chiếc xe 29C 20600 trên hệ thống thông tin cấp phép luồng xanh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 Công an xã Bình Phú tiếp tục phát hiện chiếc xe này cũng không đi đúng tuyến đường đã đăng ký trên thẻ nhận diện luồng xanh vận tải. Trước hành vi vi phạm này, Tổ công tác phòng chống dịch Công an xã Bình Phú xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất đã cưỡng chế phương tiện vi phạm đưa về trụ sở để làm rõ ngụy trang tinh vi để vận chuyển gần chục tấn gỗ quý vào Việt Nam. Ngày 16 tháng 8, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng điều tra vụ án buôn lậu gần 9 tấn gỗ giáng hương từ nước ngoài về Việt Nam. Trước đó, đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng đã phát hiện một lô hàng đi từ cảng Java Sheva Ấn Độ, trung chuyển về cảng Đình Vũ Hải Phòng để đưa qua cảng Hồng Kông có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa vi phạm. Doanh nghiệp đứng tên nhận hàng trên, vận đơn có địa chỉ tại Hải Phòng hàng hóa khai báo là dụng cụ cầm tay. Tuy nhiên, khám lô hàng trên theo thủ tục hành chính tại Cảng Đình Vũ cho phát hiện kết quả là 297 khúc gỗ dáng hương Santa, tổng trọng lượng 8.762 kg, tương đương 7,44 mét khối trong container. Đây là loại gỗ nằm trong phụ lục 2 của Công ước CITES và danh mục các loài động vật thực vật hoang dã thuộc phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp. Thủ đoạn của đối tượng buôn lậu đã xếp số gỗ quý trên ở phía trong container, phía ngoài được ngụy trang bằng 26 thùng cắt tông và hàng hóa khác. Căn cứ kết quả điều tra, Cục trưởng Cục Hải quân Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, tội buôn lậu xảy ra tại Cảng Đình Vũ, Hải Phòng và chuyển toàn bộ hồ sơ tăng vật đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin của ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, Quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức 24h TV. Lan Hương xin được kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.